đun nước để luộc gà. À quên, nhầm nhầm nhầm, để làm gà. Thế hôm nay sẽ làm con gà nhá, nấu miếng nhá. Luộc với nấu miếng. Bập. Gà này hơn hơn năm hết cả nhà. Năm với hơn năm hết. Ông nào kỳ, có bữa thì ông ăn mì tôm. Bây giờ thế này cho đi chơi. Chơi. Bầm em năm nay 76 rồi đấy. Mà vẫn đẹp lão lắm nhá. Đấy. Chơi không thì chỉ các con nuôi các hàng. Bầm đang còn ngồi làm gà để cho con dâu ăn. Nói vậy thôi chứ em cũng ngồi vặt vặt phụ nha cả nhà. Chút xíu nữa em sẽ mổ, em lùa rồi em chén nhá. Con gà sống hôm tiệc cháu lại thịt. Thì tôi còn có hai con gà gà này, mẹ gà mẹ cái này mẹ nuôi lâu chưa mẹ? Lâu. Bao nhiêu rồi? Hơn một năm chưa? Đói sang năm nay là năm này, hơn năm này. Ôi hơn một năm rồi cơ. Thế thì luôn này, ôi dồi này, nhìn nó chắc con gà lắm này. Thế luộc này lâu lắm ấy chứ này. Chọc đũa được cái chín. Mà răng răng tụi con thì gà đấy nó mới ngon mẹ này. Đúng. Gà gà ta nhà mình nó mới ngon nghe chưa? Chứ gà mà hôm nào có cụ ăn đây à, mua thêm thế bà chứ bảo là đi nuôi nhiều gà thế cho chúng nó về nó ăn thịt. Thì chủ yếu là biết các con về là nuôi nhiều mà nào. Nuôi nhiều thịt à. Cho nhóm cam 3 con thì coi như cho cam 5 con đi. Nhóm cam á, cụ Việt cho cái con gà chọi thế là cho nhóm cam ấy. Cái hôm ông cam làm đây nhưng vẫn 3 con gà mái như này nè. 3 gà mái cho ông ơi. Đấy xong rồi đấy. Đấy. Nhanh nhỉ, xin lông nó ít nhỉ. Ôi ôi này gà ngon lắm này đấy, con gà mái ấy, hơn một năm ấy. Trời ơi, nếu mà nuôi gà mà kinh doanh mà hơn một năm mà được nhiêu đây thì lỗ nặng, lỗ mẹ nhỉ. Mua đi mà ngãi con sang. Không nhận là làm bán cho bà đi. Làm gà nhanh nhanh gọn lẹ luôn đó cả nhà, không cần máy. Em đang luộc gà nha cả nhà. Cái con gà này chắc luộc hơi lâu ấy. Con gà này là con gà mái mà hơn năm rồi. Mẹ em bảo là hơn năm rồi. Mẹ chồng bảo là hơn một năm rồi đó cả nhà. Đấy, cái này luộc thì hơi lâu. Con này phải nằm ấy chứ. Nếu mà luộc là vào lỗ củi luộc hơi lâu rồi này. Nồi này mà bỏ vào nồi ấp gà này, bà bỏ gà vào nồi áp suất mà hầm hầm cà ri chắc ngon lắm rồi này. Hầm gà cà ri ngon lắm này. Đấy, cả nhà thấy không? Ăn mang luộc gà nhé. Gà ta hơn một năm nhé. Đó, gà đấy cả nhà này, thấy không? Gà ngon ghê á. Đấy, luộc mà cả đâu luộc đâu mà cả hơn tiếng hồ ấy, nầm. Nhưng mà da vẫn dày không xong. Đấy, giờ đang luộc miếng huyết với mấy miếng thịt lợn. Quên đi xin lá chanh nhỉ. Cái này không sát đâu. Thế nào? Cái này phải sát ra. Tí nữa đợi con. Bà bưng rau lên nhỉ. Dạ, ăn mà thiền. Đấy, chặt hai đĩa thì gà đã xong ạ.
hành. Cả nhà nhé, đấy. Nửa con gà làm một đĩa. Đấy, vừa làm mâm cơm xong ạ. Đấy, đây là thịt này. Thịt luộc này. Đấy. Cái này làm cái món huyết để làm gà này. Cái này là đấy, một con gà làm hai đĩa cả nhà. Đấy, quá ngon luôn, gà ở nhà quá ngon. Bên đưa chồng. Đi kiếm đá đi kìa. Đấy, cái nước luộc gà đây là làm được cái miếng. Đấy. Ngoài quê mình là tận dụng ghê lắm, nước luộc gà là phải làm được cái miếng Bắc không ạ?